Làm tí âm nhạc bằng kiều đi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Trà Đá Ô Tô sẽ làm một cái chương trình nó thay đổi không khí một chút. Anh em chúng ta là có xu hướng là cứ chạy theo những cái giá trị gì đó bên ngoài mà bỏ quên đi những cái thứ mà rất hay ho ở xung quanh mình. Cứ chạy theo những cái thứ như kiểu bà Tân Vlog ấy, trong khi là xung quanh mình thì rất nhiều thứ hay ho. Thực ra thì cũng nhắc nhở cho em cái là đôi khi là vợ mình là cơm nguội với mình ấy, nhưng mà với ông hàng xóm tốt bụng ấy thì nó lại là hàng đặc sản đấy. Đấy thì ở trong cuộc sống xe cộ của anh em mình thì nhiều khi là như này này. Có ông thì ước ao chỉ cần 50 mã lực thế là lên đỉnh rồi. Nhưng có ông thì chạy 500-600 mã, xe 600 mã nhưng mà vẫn than thở là ôi ôi đời sống mình làm lũ thế bao giờ mới được thế nọ thế chai. Ngày hôm nay Trà Đá Ô Tô xin giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những thứ mà hay ho trong cuộc sống của chúng ta. Đây. Đây là mẫu siêu xe Mercedes Actros 3354. Đây là mẫu xe V8 540 mã lực, khủng đấy, hàng khủng. Và thực ra đây là một cái xe mà tôi đánh giá là siêu trường, siêu trọng và oách nhất bây giờ hiện có ở Việt Nam ấy, cùng với những mẫu xe như mẫu xe Man. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái này nó có gì hay và tại sao tôi nói là hay. Đây tôi phải tiếp bật mí một chút với các bạn này. 3354, 33 là tổng tải trọng của mẫu xe này. Còn 54 là 540 mã lực. Đấy là quy định chung của các xe tải mà đến từ châu Âu. Mọi người có thấy ngay rằng đây là một cái xe mà nó giành được cái giải thưởng rất là danh giá là International Truck of the Year, tức là giải thưởng cho xe tải của năm, năm 2004. Đây là một cái giải thưởng rất danh giá ở châu Âu. Nó đến từ 25 quốc gia ở châu Âu nhé. Và mỗi một quốc gia sẽ quy tụ đâu đó 5-10 người đại diện, từ các ông làm báo cho đến các ông kinh doanh vận tải. Và cái hàng năm thì cái hội đồng nó đã bình bầu ra những cái mẫu xe hay nhất. Và đây là một cái xe mà hiếm hoi. Thực ra nó là xe đáng để sưu tầm đấy. Thông thường thì mọi người hay thấy là như này. Ví dụ xe F1 chẳng hạn, công suất nó có thể là lên tầm khoảng 800-900 mã lực. Nhưng mà cái dung tích của nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mọi người có biết là cái xe như thế này ấy, để mà đạt được cái con số là 540 mã lực ấy, thì nó phải có đạt được dung tích bao nhiêu không? Nó phải đạt vào con dung tích là 16 lít, tức là gấp 10 lần một cái xe 1.6 ấy. Piston nó to như thế này, V8, 8 máy. Và một trong những cái này nó liên quan một chút kỹ thuật là với xe như xe F1 ấy, người ta muốn tăng công suất cao thì bắt buộc người ta phải đẩy cái vòng tua cao lên. Ví dụ như xe F1 thì nó đẩy bây giờ giới hạn tầm khoảng 19.500 vòng một phút thì nó mới đạt đến công suất là 800-900 mã lực. Nhưng với cái xe này nó đạt được con số là 540 mã thì bắt buộc nó phải tăng cái dung tích động cơ lên. Và con này là 16.540 mã lực. Bởi vì cái xe tải thì nó sẽ ưu tiên cho cái sức kéo. Nên là cái xe này, cái hành trình piston nó rất là dài. Và mỗi quả đấm của nó, mỗi một lần nổ ấy, bùm một phát là đi hết một phố. Thế thì cái ông này ông đạt cái thông thường chúng ta nói xe con thì chúng ta hay nói đến công suất đâu đó như kiểu là vài trăm newton mét. Ông này hơn 2.000 newton mét. Và vòng tua cực đại của ông này ấy, có 1.800 vòng vô thôi. Tức là chỉ bằng 1/10 cái động cơ F1. Đấy là hai cách để mà có thể tăng được công suất động cơ. Một là tăng vòng tua và hai là tăng dung tích. Và đây là một ông siêu xe mà ông tăng dung tích động cơ 16 chấm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem động cơ nó có cái gì hay. Đây, máy dầu V8 đây, 16 chấm. Đấy. Mỗi vế là 4 máy. Và mỗi một máy thì nó dùng một turbo. Như hôm trước tôi nói là cái quạt chả của nhà mình đấy. Quạt chả của chúng mình đấy, hai bên hai turbo dùng khí xả để làm quay. Quạt turbo. Đấy. Cái này dân chơi gọi là máy mốc đây. Máy khô mốc. Đây là một cái siêu xe thiết thực nhất đấy. Cái này thực tế nó tận 540 mã lực. Nhưng mà thực ra với xe tải thì cái mã lực nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà thường thì mã lực và lực kéo thì nó sẽ đi cùng với nhau. Cái mã lực để dành cho để chạy tốc độ cao. Mã lực càng cao thì chạy tốc độ cực đại càng lớn. Nhưng mà đi kèm với nó thì tốc độ thì
thì cái lực kéo nó phải lớn thì nó mới xe tải nó cần phải ưu tiên. Như đây con này nó cái lực kéo của nó gấp 10 lần cái xe bình thường ấy, hơn 2.000 Nm. Kinh khủng. Nếu mà gánh full tải, ví dụ chẳng hạn là kéo khoảng 200 tấn mà ì ạch ngoài đường ấy thì nó phải mỗi một cây nó ăn khoảng 4 lít. Đấy. Mọi người xem xong giới thiệu xe thấy tự nhiên thấy xe mình ăn dầu ăn xăng đúng là như người nhỉ. Một cây 4 lít. Siêu xe nó phải khác mà. Nó không phải như giống như nhà mình nhá. Xe nhà mình chạy khoảng 2 30 vạn hay 50 vạn là kinh rồi. Những cái xe tải đường dài kiểu như này ở châu Âu thì nó có thể chạy lên hàng triệu km ấy. Và vấn đề là để mà đảm bảo được cái độ bền ấy thì cái vòng tua của dòng xe tải này nó phải thấp thôi. Như con này nó đạt cái tua cực đại ấy, nó tầm khoảng 2.500 Nm. Ở cái vòng tua nó chỉ khoảng hơn 1.000 một tí thôi. 1.000 đâu đó 1.080 vòng phút, tức là cao hơn mức Grand Tee của xe máy một chút thôi là đã đạt cực đại rồi. Và vấn đề để đảm bảo cái độ bền thì cái ông này ông maximum, tức là tốc độ cực đại của ông ấy, của động cơ ấy, là chỉ đâu có 1.800 vòng phút thôi. Rất thấp. Còn cái gì không nhỉ? Bây giờ có lẽ là tôi sẽ đi giới thiệu với quý vị các bạn xung quanh xe phát. Đây là cái khớp nối của nó có thể là nối nhiều xe lại với nhau. Ví dụ chẳng hạn như là người ta kéo trọng tải khoảng 500 tấn chẳng hạn, thì người ta cần cái này nó phải đẩy vào cái đuôi xe khác thành một dòng và các xe, và nó có thể là kết nối với nhau. Nhìn hơi giống không điệp viên 007, không không thấy. Cái thiết kế xe ở châu Âu hay ở Bắc Mỹ thì nó rất là nhân văn nhé. Nó rất là chi tiết. Tất cả những cái thứ gì mà phục vụ người lái tốt, tiện dụng thì người ta đều làm. Ví dụ đây, nếu chẳng hạn như mình muốn lau kính chẳng hạn, đây đều có bậc sẵn đấy, kiểm tra. Mình trèo lên. Đấy, trèo. Lau kính. Rất hay, rất tiện dụng. Đây. Đấy. Bóng trên cabin nó xịn vãi, xịn hơn xe mình đi. Thực ra xe mình đi toàn giảm sóc, toàn bán tải, toàn nhíp ấy. Ông này cabin ông này. Bóng này. Úi giời, đẹp đẽ tinh tươm thế. Quá diện luôn. Nước làm mát ở đây, nước rửa kính đây, nước rửa kính đây. Đường phanh dầu. Rất nhiều thứ hay ho. Đây là dầu. Mọi thứ rất tiện dụng. Đây là mẫu xe siêu trường, siêu trọng, 3 cầu. Nhưng mà bánh trước nó là dẫn động 2 thôi. Còn cầu trước thì chỉ để dẫn hướng thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái xe này rất là ăn chơi nhá. 6 đĩa luôn. Phanh đĩa hết. Có ABS, phanh đĩa hết. Xe này sử dụng cầu dầu. Cái cầu dầu có nghĩa là cái xe bình thường của mình là ốc lắp. Là nó có một cái thanh lắp mà truyền lực từ bên trong cầu ra ngoài. Nhưng ở cái xe này thì nó sử dụng một loạt các bánh răng ở bên trong này, bánh răng mặt trời với cả hành tinh ở trong này để làm sao để mà gánh được nhiều tải hơn, tải trọng lớn hơn. Anh em lái xe hay gọi đấy là gọi là cầu dầu. Còn đây là đây là bên ngoài cái xe tải này, cái xe nó có cái tải trọng lớn đến 250 tấn chẳng hạn thì cái nó không thể để phụ thuộc vào cái hệ thống phanh bình thường được. Nó phải sử dụng cái hệ thống phanh, đây là cái hệ thống phanh nó gọi là retarder hay incharger. Là nó chúng ta cứ tưởng tượng nó giống như là cái cánh quạt ấy mà. Mình bơm dầu thủy lực vào, bình thường thì mình để nó quay trơn, nhưng mà khi mà mình cần phanh thì mình bơm dầu thủy lực vào và cái dầu thủy lực nó cản những cánh quạt đó tạo ra cái lực cản. Và từ cái cánh quạt này người ta nối vào với trục hộp số thì nó sẽ làm chậm xe lại. Thế thì khi mà xe mà chạy tải nhiều thì nó sẽ phải kết hợp cùng với phanh động cơ. Phanh động cơ ở đây thì ở đơn giản là khi mà anh xuống dốc anh phanh thì anh ví dụ ống xả thì anh bịt ống xả vào. Đấy, còn ở động cơ thì nó đơn giản là như này, nó biến động cơ thành một cái như kiểu là cái máy nén khí bằng cách là cuối hành trình nén ấy thì nó mở luôn ấy, su áp xả ra thì tự nhiên là cái xe nó thành một cái như kiểu cái máy nén khí, và như vậy là nó sẽ cái xe nó sẽ xuống dốc nó sẽ phải chậm lại. Đây là trục cân bằng thì anh em lái xe hay gọi là balance vì viết tắt tiếng Anh là balancer. Đấy. Rồi cái phanh locker nó như này này,
Phanh locker đây 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 là cái bầu phanh locker đây. Đấy, khi mà có hơi đổ vào thì nó mới nhả cái má phanh ra. Đấy, hệ thống giằng cầu rất tởm. Cái thớt này đối với dân chuyên nghiệp thì có vẻ là một cái hay ho này. Cái này nó có thể là dịch lên dịch xuống được, chở nặng chở nhẹ, có thể điều chỉnh được. Đây, bình hơi, bình khí. Ông này hình như Euro 3 rồi, từ năm 2004 đã Euro 3 đấy. Đồ công nghiệp nhìn nó cũng sướng mắt thật. V8 16.540 mã lực. Hay ho đấy. Siêu xe khổng lồ cạnh tranh với bản thân Vlog Mercedes Actros 16 chấm. Đây đúng là một cái siêu xe rồi. Đồ chơi rất các thứ rất là nhiều. Chưa hiểu điều chỉnh ra làm sao. Thực chất thì như thế này, ở châu Âu thì cái này điều chỉnh ở đây à. Đây. Ok, cao thấp các thứ để điều chỉnh ở đây. Ở châu Âu nhá, thì cái nghề lái xe, người ta xem cái xe tải như là một ngôi nhà ấy, ngôi nhà thứ hai. Và đâm ra là cái thiết kế của xe tải ở châu Âu ấy rất là bảnh, rất là dễ chịu. Đây có giường nằm, đây là giường ngủ, một không gian rất là riêng tư. Mọi người thấy rằng cái hệ thống ghế của người lái nó được chăm chút rất là kỹ này. Bác Tài, bác quay giúp tôi một cái. Đầu tiên nổ máy phát. Nhìn giống máy bay không ạ? Đây, cái điều khiển lên xuống à. Điều khiển bằng hơi. Bơm lên. Trời ơi. Đây là xả xuống. Xả xuống. Trời. Nhắc lên. Ok rồi, mới khóa lại đúng không? Đây là con chỉnh các chiều ở lưng. Rồi. Đây anh em nào mà còn nhớ mà ngày xưa có cái điện thoại của Nokia 6310i à? Đấy, cắm vào đây là vào ok. Rất nhiều ngăn đồ, rất nhiều thứ ở đây. Chắn nắng khổng lồ. Úi giời ơi. Đây là lốc kê. Phanh lốc kê, tức là cái phanh này nó bình thường anh phải nổ máy, phải đủ hơi thì anh mới chạy được, chứ không nó sẽ bó vào. Và anh phải chạy, nguyên tắc an toàn là anh phải nổ máy, anh phải đủ hơi 7 hay 10 cân vân hơi tùy theo cái nhà sản xuất nó đặt, thì nó má phanh nó mới nhả ra. Đâm ra là sẽ rất khó có chuyện là mất phanh. Thường ấy, như mình xem vụ tai nạn ấy, mà bà con bảo ê xe tải, những cái xe tải, xe container mà nó đi xuống đèo mất phanh, nó không đúng đâu. Thường bọn này mất hơi là bó cứng luôn phanh. Và chưa kể ông này có hắc là phanh động cơ. Ví dụ mình nói đơn giản như là cái xe mình xuống dốc thì mình bịt luôn cái ống xả vào phát, thế là cái xe nó chạy chậm lại. Rồi, trên xe nhìn như máy bay, xe con đời mới mà nhìn ông này còn phải phát ghen đấy. Đây là bên điều chỉnh gương kính điện mới sấy này, cửa điều hòa này, đèn công tắc đèn pha này. Đây cái đặc điểm cái màn hình trung tâm thì nó chỉ đơn giản thôi. Ông này hình như hạn chế ở chạy khoảng 90 cây một giờ phải, đúng không? Đấy, mà cái vòng tua của máy dầu nó thấp lắm. Như tôi vừa nói là cái động cơ này nó phục vụ, nó chạy hàng chục năm, 20 năm ấy. Đây là vòng tua rất là thấp để đảm bảo cái độ bền của xe. Như ở đây nó chỉ maximum là tầm khoảng 1.800-2.000 vòng phút thôi. Còn trên đấy là cái ngưỡng nguy hiểm rồi. Xe này ăn chơi em nhá. Đây là, ôi giời, cái này mấy ông off-road sướng lắm đấy. Đây là khóa B-side, khóa cầu giữa và khóa cả hai cầu. Đây, điều hòa hỗ trợ lên dốc thì chắc là nó duy trì vòng tua ở một cái ngưỡng cố định. Đấy. Ông này có ASR. Ông này là có cái gọi là chống trượt, nó gọi là anti slippery. R là cái gì nhỉ? R chắc là đại loại là response hay là cái gì đó. Hay hoặc là regulation, tức là cái điều chỉnh cái chống trượt, hệ thống chống trượt của xe. Nhiều thứ lắm. Đấy. Ông xe hộp số này nó là số 2 tầng nhá, số các anh em lái xe hay gọi là số rùa, số thỏ.
8 tầng 1 8 số 1 tầng, 2 tầng là 16 số tiến, 2 số lùi. Đây mình ngồi bên trên thì nó cao không nhìn thấy gì phía trước cả. Đây nó phải có một cái màn hình phụ trợ để đây để nhìn ở ngay phía trước này. Đấy. Còn ai nhìn thì ông này hơi giống ông cái kiểu ngồi lái tất cả nó tập trung vào cho người lái, giống như cái xe mình nhớ đến cái xe Toyota Supra. Ai ông này cửa sổ chơi nhá, đầy đủ hết. Úi giời ơi. Đồ chơi, tất cả những cái thiết bị ở đây đều được kết nối. Ở bên châu Âu thì người ta lái xe đâu đó người ta không được phép chạy liên tục đâu 2 tiếng đâu. Đây là những cái bộ đàm với cả những cái ghi chép lại hành trình, quản lý thời gian của xe. Đây đây là bàn ăn. Đấy. Đây. Diện phết. Nói nhiều quá, đi thử phát nhá. Câu nhẹ hơn cô xe con bà con ạ. Ồ. Ha ha. Ngon không ạ? Hay quá. Lại quá là sướng. Quá phê các ngài ạ. Này hay đấy. Phanh trợ lực nhẹ lắm. Tay lái rất là nhẹ nhàng, tầm quan sát thôi rồi. Chủ điều là cái phần này nó hơi cao này. Hơi qua hơi cao nhìn bà con hơi khiếp. Lâu lắm mình không chạy xe tải thì sợ đè bẹp mấy em xe nhỏ bên dưới thôi. X4, X5 này, Ranger là anh bép cái bây giờ chứ đùa. Ôi, hay đấy, phê phết. À, chạy một tí là nó cũng qua đấy không ạ? Qua đấy. Bây giờ mà chạy phát như kiểu Sài Gòn ấy thì ngon. Từ năm 93 đến giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mình không lái xe tải. 93 là bao nhiêu năm? 27 năm rồi cả. Mình lái xe là 27 năm, mà ngày xưa tôi chạy xe tải đấy. Cũng Zin 131, Uran biết các kiểu đấy. Bò biết các thứ chạy hết rồi đấy. Nhưng mà công nhận chạy xe này sướng. Thật sự là siêu xe thì nó cũng kể cả siêu xe tải thì nó cũng có cái sướng của siêu xe đấy. Ông này gần tí cũng thấp lắm, có 550 vòng phút thì đâm ra là cái max của ông là 1800 đúng rồi. Chóc nó mạnh ấy, để nó kéo. Chóc này guarantee nó kéo đổ nhà người ta. Từ từ là anh ngồi sướng thật. À, lái dẻo đấy. Dẻo đúng không ạ? Ngon. Ngon không ạ? Ngon không giáo ạ? Cái này kém chạy làm bồ tí đấy. Êm thật, sướng thật. Hôm nay ngày mình quẩy 1000 cây, 2000 cây, không phải nói phét, hơi bị ngon của đó. Cái chóc nó mạnh ấy, thì mình đi xe mình ít phải về số. Đảo vào vào à. Không phải nghĩ. Số 8, số thỏ, số 8 số nhanh đấy. Cái này thú phết, lúc nào mình phải làm một chương trình thật được dài về cái em yêu khoa học về cái hệ thống phanh. À đây đây, phanh này là phanh bởi vì xe này nó kéo tải nặng ấy, nó sử dụng hệ thống phanh cơ khí này không ăn thua, nó phải sử dụng cái phanh thủy lực ở đuôi hộp số, phải sử dụng phanh của động cơ, phức tạp lắm. Hôm nào anh em mà thích thì mình làm một chương trình em yêu khoa học về những cái vấn đề đấy. Hơi khoai. Dân chơi sợ gì mưa rơi.